Vâng, thưa các anh chị, Lam Trường từng nói chuyện với tôi thế này. Bởi vì gần đây Lam Trường có viết một bài hát. Bài hát có tên là Có Một Ngày. Thực ra mà nói thì Lam Trường không muốn khán giả hay là những cái nhà phê bình nhìn Lam Trường như một nhạc sĩ. Bởi vì nhạc sĩ thì người ta sẽ nhìn với con mắt khắt khe hơn. Còn Lam Trường chỉ muốn là một, hiện nay chỉ muốn là một ca sĩ. Và trong một ngày đẹp trời nào đó thì Lam Trường đã ngồi và thể hiện cái cách nhìn của mình đối với cuộc sống qua bài hát này. Bài hát Có Một Ngày. Cuộc sống là thế, luôn luôn có những khó khăn, nhưng chúng ta hãy nhìn nó với một con mắt lạc quan để vượt lên. Ví dụ như là ở mấy cái mấy cái người mà chơi ở chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu của tôi ấy, khi mà mất điểm chẳng hạn thì tôi bảo cứ lạc quan lên, cứ nghĩ đến cái xe máy ấy, tí nữa ít nhất cũng phải được cái bánh. Và nghĩa là luôn luôn chúng ta cần phải lạc quan. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Có Một Ngày của Lam Trường. Có một ngày mùa sao giăng lấp lánh, có một ngày trăng sáng rồi lòng ta, có một ngày em đến bên ta thật dịu dàng với nụ cười ngây ngô. Ánh mắt ấy chứa tràn tình chân thật, trọn một đời anh mãi mãi không quên. Cuộc đời này đã cho anh ngày ấy. Có một ngày hoa cười tươi trong gió, có một ngày gió hát ca, có một ngày em đến bên ta trao nụ hôn dịu ngọt tình nồng cháy. Nói tình yêu quân quy của sân bay, cất tiếng hát vang trong trái tim này. Cảm ơn đời đã cho anh ngày ấy. Sao giang lấp lánh,
có một ngày chẳng xa rồi. Lòng ta có một ngày em đến bên ta. Thật dịu dàng với nụ cười ngây ngô. Ánh mắt đây chứa tràn tình chân. Còn một đời anh mãi mãi không quên. Cuộc đời này đã cho anh ngày ấy. Có một ngày hoa cười tươi trong gió. Có một ngày gió hát tình ca. Có một ngày em đến. Sao nụ hôn gì ngọt tình nồng cháy. Đói tim yêu quán quy phút xuân vầy. Cất tiếng hát vang trong trái tim này. Cảm ơn đời đã cho anh ngày ấy. Cảm ơn đời đã cho anh.